Chào mừng các anh đã quay trở lại với kênh YouTube Ambe Vua Đồ Đẹp 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 Đẹp. Thì video ngày hôm nay Ambe Vua Đồ Đẹp sẽ giới thiệu tới các anh một chiếc gà Tanjiga 4 điếu kỷ niệm 50 năm cô Hy Bà, rất đẹp và cũng như cực kỳ là ấn tượng luôn các anh nha. Mình mà đang tìm kiếm một chiếc gà tàn để ở phòng khách cũng như là một chiếc gà tàn sang trọng và đẳng cấp thì đây là một sự lựa chọn rất là tuyệt vời dành cho các anh đấy ạ. Với mã hàng là GA0094, mã sản phẩm em có để trên góc trái màn hình, thì khi gọi điện đặt hàng các anh mình vui lòng nhớ đúng mã sản phẩm để bên em giao đến nơi đúng hàng, tránh mất thời gian của các anh nha. Mình có thể quan sát giúp em chỉ riêng chiếc hộp thôi chúng ta đã thấy là rất là sang trọng và cũng như là cực kỳ đẳng cấp luôn rồi đúng không ạ? Các anh mình hoàn toàn có thể lựa chọn để làm quà tặng hay là quà biếu thì cũng rất là tuyệt vời luôn. Ở đây thì mình có logo 50 năm cô Hy Bà Habanos Cuba rất là ấn tượng đúng không ạ? Cực kỳ đẹp luôn. Thì sau đây em sẽ đi đến phần bên trong của chiếc hộp các anh nha. Bên trong chiếc hộp của chúng ta đó chính là chiếc gạt tàn GA0094, một gam màu vàng đặc trưng của cô Hy Bà, rất đặc biệt cũng như cực kỳ đẹp và ấn tượng luôn đúng không ạ? Thì sau đây em và các anh chúng ta sẽ cùng đi đến chiếc gạt tàn luôn các anh nha. Rất đẹp cũng như cực kỳ đẳng cấp luôn. Rất là đẹp. Và thiết kế của mẫu này thì cũng khá là to các anh nha. Cũng khá là to. Tuy nhiên thì khi mà mình để ở phòng khách hay là mình để tiếp khách thì nó không hề to các anh ạ. Nó rất là sang và cũng là cực kỳ đẳng cấp luôn. Với cái mã hàng này chúng ta có 3 gam màu để các anh mình có thể lựa chọn. Ví dụ như là gam màu vàng trên tay em đang cầm, hoặc là các anh mình có thể lựa chọn gam màu đen hoặc là gam màu trắng nhé. Thì anh nào mà mình thích gam màu nào thì khi mà gọi điện đặt hàng, các anh nhớ nhắc các bạn nhân viên bên em để các bạn có thể giao đến nơi đúng màu, tránh mất thời gian của các anh nhá. Mình có thể quan sát giúp em ở phần trong này thì là mình có logo của 50 năm cô Hy Bà 1966 và 2016 đúng không ạ? Rất đẹp và ấn tượng luôn. Và mẫu này là gạt tàn 4 điếu. Ở phần 4 cái điếu này thì chúng ta sẽ được mạ vàng rất sang trọng cũng như cực kỳ nổi bật luôn đúng không ạ? Rất đẹp. Và các cái phần khay rãnh đỡ này thì tương thích với hầu hết các ring size xì gà hiện nay trên thị trường, nên là các anh mình hoàn toàn yên tâm giúp em nhé. Và đặc biệt là ở phần xung quanh của cái chiếc gạt tàn này, mình có thể quan sát giúp em, xung quanh thì đều có logo cô Hy Bà 50 năm. Rất là đẹp luôn đúng không ạ? Mình có thể bật chế độ Full HD lên để mình có thể quan sát chi tiết từng góc cạnh của mẫu gạt tàn này giúp em các anh nha. Rất đẹp và cũng như rất là sang trọng luôn. Và cái thiết kế hình tròn rất là độc đáo đúng không ạ? Cực kỳ độc và cũng như là cực kỳ ấn tượng luôn các anh nha. Rất đẹp. Em thấy là cái mẫu này rất là đặc biệt cũng như là cực kỳ là sang và rất là ấn tượng nếu như mà các anh mình để ở trong phòng khách hay mình để ở trên bàn tiếp khách thì sẽ tạo rất là nhiều cảm hứng cũng như là cực kỳ là sang luôn đấy ạ. Rất là sang luôn nha. Cực kỳ là sang luôn. Họa tiết của mẫu này thì rất là đơn giản thôi, chỉ là logo cô Hy Bà. Tuy nhiên thì toát lên một cái vẻ đẹp rất là đẳng cấp, thượng lưu luôn các anh ạ. Rất là đẹp luôn. Và khay rãnh đỡ 4 điếu tương thích với hầu hết các ring size xì gà hiện nay, cũng như là khi mà các anh mà mình thưởng thức xì gà cùng với lại những người bạn chí cốt của mình, hoặc là để tiếp khách thì đây là một sự lựa chọn rất là tuyệt vời cho các anh ạ. Rất đẹp và cũng như là rất là sang luôn. Chúng ta sẽ đi đến phần đáy các anh nha. Phần đáy mình có thể quan sát giúp em. Ở phần đáy này thì mình có 4 mút để giúp các anh mình có thể để vững trên các cái mặt phẳng trơn trượt, tránh trơn trượt các anh nha. Rất là tuyệt vời. Và ở đây thì mình cũng có chữ Habanos, hàng chính hãng luôn các anh nha. Hàng chính hãng cô Hy Bà nên các anh mình hoàn toàn yên tâm giúp em. Nhìn rất là chất luôn các anh nha. Rất là chất. Chắc chắn là các quý ông mình sở hữu nhiều điếu xì gà ngon cũng như là các sếp lớn thì không thể nào mà bỏ qua được mẫu gạt tàn này đúng không ạ? Rất đẹp và rất là sang luôn. Anh nào mà mình kết mẫu gạt tàn kỷ niệm 50 năm GA0094 này thì mình có thể comment số điện thoại ở bên dưới. Ambe Shop sẽ liên hệ lại tư vấn cũng như là giao hàng cho các anh trên toàn quốc. Hoặc để tiết kiệm thời gian của các anh thì mình có thể chủ động liên hệ các số điện thoại đang hiển thị ở trên màn hình giúp em nha. Xin cảm ơn các anh rất là nhiều ạ.